Trâm giờ xin cảm ơn. Bây giờ xin mời Trương Quang. Thưa quý anh chị em, hôm qua chúng tôi nhận quà của chị Châu Lê Nguyên và tối đó Trần Quang có đọc một câu chuyện tình cảm động ở Sài Gòn, giọt nước mắt ngà. Câu chuyện nói về một đôi tình nhân ở Sài Gòn, họ học trường luật với nhau và sau khi qua nhiều dâu bể của thời cuộc từ trước năm 75, học chung một giảng đường cho đến khi họ sang đến hải ngoại. Câu chuyện này xin chia sẻ tối hôm nay với gia đình chúng ta và riêng đặc biệt gửi tặng chị Châu Lê Nguyên trong gia đình mình. Là câu chuyện này có xuất phát từ 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 đây này chị Châu Lê Nguyên, đó là trường luật ạ. Rồi, mời quý vị nghe Trần Quang đọc chuyện cho quý vị nghe tối thứ sáu. Và thưa quý anh chị em, cho Trần Quang nhắc lại một lần nữa, chương trình sinh hoạt gia đình của chúng ta vẫn không có gì thay đổi, mặc dù đã chuyển qua một cái channel mới nhỏ hơn mà Trần Quang gọi là một túp liều, nhưng mà là túp liều lý tưởng. Vì vậy, để cho nó có phần lý tưởng, Trần Quang xin tha thiết kêu gọi anh chị em cố gắng lan tỏa nó bằng cách subscribe, bằng cách like, bằng cách chia sẻ như thế nào đó để cho mọi người biết đến gia đình RSBF chúng ta và biết đến cái kênh phụ chúng ta mở ra có cái tên là Rise Brother and Sister RSBS với một cái logo rất là xinh tươi. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em đã make attention vào trong đó. Okay. Tôi bước vào giảng đường lớn của trường Đại học Luật khoa Sài Gòn thì đối diện ngay một thiếu nữ khả ái. Có làn da trắng muốt và tóc đen huyền ngang bờ vai. Tôi khẽ gật đầu chào nhẹ và nàng thì mỉm cười chào đáp lễ. Sau đó, trong một sự tình cờ ngẫu nhiên, chúng tôi là ngồi lại bên dãy ghế nhà của nàng, dãy ghế mà nàng ngồi. Chúng tôi đã nghe thầy Lê Đình Chân thuyết giảng về môn luật hiến pháp và các định chế chính trị. Tôi nghe thoáng qua những điều cơ bản mà giáo sư giảng về các quy tắc và định luật xã hội, sự phân biệt giữa quy tắc và công pháp và tư pháp. Rồi sau đó ông giảng về những ý niệm chính trị do luật gia Kim Văn Hào Montesquieu đưa ra và nhiều điều thuộc về lý thuyết chính trị đã làm nền tảng cho luật pháp. Thật ra ban nãy tôi chú ý đến người bạn gái ngồi gần tôi hơn là ngó về phía trên bục giảng mà giáo sư đang hùng biện diễn giảng cho những lý thuyết chính trị của cái môn khó học này. Sau giờ học, tôi đợi cô bạn học đi ra cùng với tôi và tôi bắt chuyện làm quen và biết được nàng tên là Thùy Trang. Nhà nàng ở quận 3, đường Phan Đình Phùng. Cách trường luật này không có xa lắm đâu. Tôi đã đọc thoáng trong ý nghĩ cái tên của nàng. Wow, tên nàng hay thật. Mà người thì lại đẹp nữa. Đúng với sự thùy mị đoan trang mà tôi nhận xét trong buổi gặp gỡ này. Những ngày tháng sau đó, chúng tôi mặc nhiên quen nhau và đồng ý quen nhau trên căn bản là trao đổi bài vở và học hành chung với nhau. Tôi thường gạo bài trước để làm cái bản tóm tắt soạn bài cho Thùy Trang học. Ngược lại với tôi, nàng có cái đức tính rất là cẩn thận, tỉ mỉ khi ghi notes của thầy giảng trong lớp học. Mỗi người chúng tôi mỗi người mỗi vẻ nhưng rất vui vẻ với cái nhiệm vụ riêng khi học chung với nhau. Sau khóa học chung đầu tiên, tôi đã quen thân với Thùy Trang hơn. Tôi có cảm giác là nàng đã mến tôi nhiều hơn nữa. Mùa hè năm đó, nàng rủ rê tôi về thăm cả quê ngoại và quê nội của nàng để cho biết đời sống ở các tỉnh lỵ nó ra làm sao. Tôi vui lòng chấp nhận một cách vui vẻ. Quê ngoại của nàng ở vùng Lái Thiêu thuộc tỉnh Bình Dương. Nhà bà có vườn cây ăn trái bao la với trái dâu, trái bòn bon, trái măng cụt, chôm chôm, nhãn và có cả sầu riêng nữa.
Trong vườn có ao nuôi cá mà tôi rất là thích thú, dạo quanh vườn và cùng nàng đạp xe đạp trên những con lộ hoang vắng vào buổi chiều. Vùng quê nơi này thật êm ả và có gió mát thổi đã tạo cho chúng tôi một cảm giác yêu đời hơn. Chiều hôm đó, tôi leo lên cây hái nhãn và bị té trầy xước bàn tay trái. Nàng tỏ ra lo lắng cho tôi. Tôi bất thần hôn nhẹ lên má nàng. Nàng mắc cỡ đẩy nhẹ tôi ra. Tôi bảo rằng nàng phải đền tôi vì chính nàng đã mượn tôi hái nhãn. Luyến tiếc kỷ niệm đi thăm vườn cây ăn trái, lòng thương con cháu của hai bà, và nhất là nồi mắm kho của cô Út Thết Đại. Có tôm bạc thẻ, có cá bông lau cùng với các loại rau thơm của đồng quê. Cô Út đã sống độc thân và lo cho bà nội. Cô Út cũng rất thương mến con cháu, cho nên bữa ăn đó tôi càng cảm mến nàng nhiều hơn. Nàng thật là vui khi thấy tôi sống hòa đồng với các thân tộc của nàng. Trong phòng khách của nhà nội có trưng những bức ảnh của Thùy Trang khi nàng được 13 tuổi. Bức hình rất là hồn nhiên, vô tư lự với đôi mắt tròn xoe, đen huyền, cạnh hai bên bím tóc cột nơ. Tôi ngắm mãi với nhiều thích thú. Thảo nào ông thi sĩ Nguyên Sa lại ca tụng cái tuổi 13 rất đẹp và dễ thương này. Cô Út lại thích âm nhạc. Nàng bảo tôi hãy hát một bài để cảm ơn bữa trưa do cô Út làm. Tôi mượn cái đàn guitar cũ, có lẽ còn sót lại từ cái đời Pháp thuộc, ở bên nhà hàng xóm. Tôi ngắm bức hình tuổi 13 của Thùy Trang và ngâm bài thơ trước khi dạo đàn bài ca này. Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng, mưa tôi cha về bóng bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngọt ngào tôi ở lại đây, như một lần hiên nhà nàng dịu sang. Trời hôm ấy 15 hay 18, tôi của nàng tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải vang lên ngoan nhẹ đừng ngờ, tôi phải vang lên ngoan nhẹ đừng ngờ. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh thay mực cho vừa màu áo tím, rồi trách móc trời không gần cho tay với. Và cả nàng hư quá sao mà kêu, nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần nhất định mình chưa yêu. Vừa dứt tiếng hát xong thì nội cô Út, các láng giềng hàng xóm và cả Thùy Trang nó vỗ tay khen tặng tôi quá trời. Tôi bảo với họ ước gì có cô Thái Thanh ở đây để hát thế tôi. Bài nhạc tuổi 13 do nhạc sĩ Ngô Thụy Miên phổ nhạc. Với tôi chỉ có ca sĩ Thái Thanh hát mới lột hết những cái ý nhạc, lời thơ một cách tuyệt vời. Vì giọng hát của cô hàm chứa một chút gì đó nũng nịu, một chút gì đó lằn dáng ở trong sự nhõng nhẽo của cái tuổi 13 của Thùy Trang. Tôi chỉ biết kết luận một điều về lứa tuổi 13 như sau. Những ngày tháng cuối niên khóa học ở trường luật, chúng tôi bận rộn với thi cử. Hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn, nơi chúng tôi họp để học bài
đó chính là Thư viện Quốc gia ở trên đường Gia Long, nay là đường Lý Tự Trọng. Chúng tôi đèo nhau trên chiếc xe Honda hai bánh, chúng tôi thật sự như đôi chim liền cánh, như cây liền cành. Tôi còn nhớ đoạn đường từ trường Lục Khoa đến đường Duy Tuân, xe chạy ra bưu điện và nhà thờ Đức Bà, rồi lại vào đường Tự Do, quẹo phải trên đường Gia Long để tới thăm thư viện nằm bên trái. Đoạn đường thật sự quen thuộc trong trí nhớ của tôi. Đoạn đường này có quá nhiều kỷ niệm êm đềm, nhất là ngôi nhà thờ Đức Bà uy nghi cổ kính. Khi Thùy Trang cứ mãi hôn lên lưng của tôi khi tôi chở nàng, đoạn đường có những hàng cây cao ở Duy Tân, hai hàng me già rợp bóng mát ở Gia Long, và khu trường Luật có bài hát Trả Lại Em Yêu của nhạc sĩ Phạm Duy. Trả lại em yêu những yêu thương, những hẹn hò, những giây phút hồn nhiên, nhưng lại rất thần tiên khi chúng tôi ngồi ở bên nhau. Để chúng tôi uống nước dừa ở bên vệ đường và uống môi em ngọt ở một góc vắng thư viện Gia Long. Ôi khung trời kỷ niệm cũ của tôi lại hiện về. Biến động 75 đã chia cách chúng tôi, duyên tình lỡ làng khi chia ly đôi đường đôi ngã. Tôi ra đi cùng gia đình của người anh họ, ông vốn là một sĩ quan không quân, theo máy bay xuống vùng 4 phi trường Chà Nóc. Tại Sài Gòn, nàng kẹt lại với gia đình cha mẹ nàng. Tôi mường tượng cảnh nàng thiếu vắng tôi, nàng sẽ đau đớn vô cùng và nàng sẽ khóc nhiều lắm. Tôi đợi phi cơ bay qua căn cứ không quân Mỹ ở Utapao bên Thái Lan. Tôi thật sự đã ra khỏi nước trong nỗi hoang mang lưu luyến. Khi rời Cần Thơ, tôi cảm thấy nỗi cô đơn và nước mắt ấm tự nhiên lăn dài. Tôi cố giữ bình tĩnh khi phi hành đoàn yêu cầu chúng tôi buộc dây lưng an toàn trên chiếc vận tải cơ C-130. Tôi nhớ trường Luật. Tôi nhớ Sài Gòn và Thư viện Quốc gia. Bên cạnh đó, nỗi nhớ khủng khiếp nhất chính là nỗi nhớ hình ảnh Thùy Trang đã gặm nhấm trong tâm hồn của tôi từng ngày, từng giờ, từng phút. Tôi đến Hoa Kỳ và định cư yên ổn tại California. Thùy Trang thì theo mẹ về quê ngoại nàng ở Lái Thiêu. Nàng cố gắng bằng mọi cách để liên lạc qua Pháp và viết thơ cho tôi. Khi đó, cô đang đi du học tại Paris. Nàng cố gắng liên lạc qua Pháp và viết thơ cho cô tôi. Khi đó cô tôi đang đi du học tại Paris. Tôi vui lắm vì được biết gia đình của nàng được bình yên. Những lá thơ nàng gửi, nàng viết rất dài, kể lại kỷ niệm cũ và viết bằng nước mắt yêu thương. Nàng bảo tôi hãy chờ nàng, vì đối với nàng, nàng không thể yêu ai khác ngoài hình bóng của tôi. Nàng trích hai câu nói mà ngày xưa nàng đã chép vào sách cho tôi, như là: sống cho người mình yêu thương vẫn là điều tốt đẹp nhất trần gian, của một chính khách người Pháp tên là Richelieu. Và câu nói thứ hai là: một tình yêu khi đã chết thì nó vẫn là tình yêu, và một khi đã yêu nhau thì dù tình đã chết hay còn sống vẫn chỉ là một trạng thái yêu nhau mà thôi. Đó là lời nói của nhà thần học người Đức Gertrude von Lefort. Những lá thư tình của Thùy Trang gửi tôi đã tạo cho tôi một niềm tin yêu và hy vọng sẽ gặp lại nàng. Vâng, đó chỉ là niềm hy vọng. Tôi hy vọng được gặp lại nàng. Tôi đã hứa với lòng là sẽ chờ đợi nàng, và tôi đã hứa nhiều lần trong những lá thơ gửi về quê hương cho nàng. Bẵng đi một thời gian dài, nàng bật tin tức với tôi. Tôi vẫn trông chờ tin tức của nàng và vô vọng vì nàng không còn liên lạc được với tôi nữa. Tôi bỏ San Jose ở miền Bắc California để dọn về Nam California sinh sống vì công việc làm ăn. Hình ảnh của nàng từ từ được thay thế bởi những bận rộn của cuộc sống thường nhật ở đây. Tết Nguyên Đán năm 1987, tôi đi hội chợ Tết ở Orange County cùng với gia đình của người bạn.
Thì tình cờ tôi xoay người đụng phải một người đàn bà. Bà ta đánh rơi cái ly nước xuống đất. Tôi vội vàng xin lỗi bà. Kế bên bà ngẫu nhiên là người yêu của tôi. Thùy Trang trong một phút ngỡ ngàng, nàng chợt ôm chầm lấy tôi và khóc thật nhiều. Tôi hôn lên tóc nàng. Đã quá lâu rồi, đã lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được cái hạnh phúc với người tôi chờ mong trong cuộc sống. Nàng xoay qua giới thiệu dì Minh Thảo. Tôi gặp dì vài lần ở Sài Gòn trước năm 1975. Ngày nay dì thay đổi rất là nhiều về trọng lượng. Thùy Trang thì lại ốm hơn vì nàng vừa trải qua một cuộc giải phẫu ruột thừa. Tôi vuốt tóc nàng và lau nước mắt. Trong tôi vẫn còn có cảm giác vui mừng thật khó diễn tả. Chẳng hạn như trên đời có những ước mơ, lòng tôi xao xuyến, ngẩn ngơ gặp nàng. Thiệt đúng như vậy, nàng cho tôi biết nàng đã lập gia đình rồi và hiện đang ở Boston, Massachusetts. Nàng sang Bắc California để thăm dì Minh Thảo. Gia đình dì Thảo, xuống California, miền Nam California để nghỉ Tết âm lịch. Đó là lý do chúng tôi trùng phùng hội ngộ mà chẳng hề biết trước. Tôi mời Thùy Trang và dì Thảo về nhà tôi thăm viếng cho biết cuộc sống của tôi. Hai dì cháu nhỏ to thầm thì khen tôi sống độc thân nhưng giữ nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp. Sau đó tôi đưa dì Thảo về nhà người bà con của dì. Thùy Trang thì theo tôi đi thăm một số bạn bè cũ ở trường luật khi xưa. Trên xe nàng thổ lộ lý do nàng lấy chồng. Vì chồng nàng là người ân nhân đã bao thầu chuyến tàu cho cả gia đình nàng rời khỏi quê nhà. Nàng có đứa con trai 5 tuổi với người ân nhân này. Lòng tôi đau như nhói. Vì ngày hôm nay tôi không thể tiến đến với nàng vì luật pháp và đạo lý. Tôi thông cảm với nỗi khổ tâm của nàng. Trong 3 ngày gặp gỡ, chúng tôi đã tìm lại những giây phút vui tươi của cuộc sống phẳng lặng bấy lâu nay. Khi tiễn nàng và gia đình dì Minh Thảo lên chiếc van trở về San Jose, rồi từ đó nàng bay về Boston, Massachusetts. Dì Thảo đã linh tính cho sự kiện tình cũ, không rủ, cũng đến. Và dì khuyên lên Thùy Trang nên dứt khoát với tôi. Tôi nghe thoáng thoáng ý chí của dì, ý kiến của dì. Đây là điều làm cho tôi suy tư nhiều nhất. Về lại Boston, Massachusetts, nàng vẫn trao đổi liên lạc với tôi không chính thức. Nàng đang làm việc cho một công ty bảo hiểm rất lớn, có văn phòng chính tại Boston. Thường thường nàng gọi tôi tại sở, hay tôi gọi nàng tại văn phòng của nàng. Một hôm sáng chủ nhật, nàng gọi tôi vì định sang California dự đám cưới của con gái dì Thảo. Chồng nàng tình cờ nghe ở bên cái đường dây thứ hai và thế là mọi việc đổ bể. Vợ chồng của nàng xô xát với nhau. Tôi đã tỏ ra vô cùng ân hận vì những phiêu lưu tình cảm cứ tiếp diễn như thế này. Thùy Trang đã bỏ gia đình sang tạm trú tại nhà của dì Thảo, cho nên tôi lái xe từ Nam California lên rước nàng ở phi cảng San Francisco. Nàng bị bầm bên mắt trái. Tôi biết do hậu quả của cuộc xô xát vừa qua. Tôi ôm chầm lấy nàng trong nỗi thông cảm, ngậm ngùi và quá là bi thương. Cho đến bây giờ, cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau vì tình yêu vẫn như Richard Liu nói, và tình yêu của chúng tôi vẫn chưa chết, vẫn yêu đương như phụ quan niệm. Điều tôi nghĩ đến trong cuộc tình của Thùy Trang và chồng nàng là đứa bé 5 tuổi kia khi cháu vắng mẹ thì sẽ như thế nào đây? Chồng nàng gửi con cho mấy cô em chồng. Gia đình chồng nàng không có thiện cảm với nàng ngay lúc đầu vì những sự lo lắng thái quá của chồng đối với nàng. Tôi đưa nàng về San Jose vì ngày hôm sau là ngày lễ cưới Minh Thùy, con gái của dì Minh Thảo. Tiệc cưới lại tổ chức ở San Francisco gần nhà đàn trai.
Chúng tôi trở lại cái thành phố nhiều đồi núi duyên dáng này. Tiệc cưới đông đúc vô cùng, thiệt là lớn, chiếm cả một lầu hai của một nhà hàng khá là sang trọng. Trong cái không khí cởi mở và vui nhộn của tiệc cưới, thân phụ cô dâu là Dưỡng Toàn, chồng của dì Thảo, kéo tôi lên sân khấu ca một bản chia vui với cô dâu và chú rể. Tôi đáp lời và ngỏ lời với quan khách làm ơn cho tôi hát bài Mùa Thu Cho Em. Vì sáng nay trên đường đi đến San Francisco, lề đường có những cây cỏ lá úa vàng, và nhất là hàng cây maple trụi lá vào mùa thu lưu luyến của thành phố San Francisco. Khi người ta yêu nhau thì mọi vật đều cho nhau, từ những kỷ niệm nhớ nhung, sính lễ cầu hôn, con tim trao cho nhau và cho cả mùa thu rực rỡ yêu đương đang về với nhân loại. Và hôm nay là ngày cưới. Tôi nhìn về hàng ghế dưới đó có Thùy Trang. Tôi muốn nói nhỏ cho nàng biết, tôi đã gặp nàng vào mùa thu tại trường luật khoa Sài Gòn năm nào. Và cho đến bao nhiêu mùa thu trôi qua, tôi đã đợi chờ nàng. Rồi hôm nay thu lại về, tôi muốn hát cho nàng nghe ca khúc yêu đương muôn thuở là Mùa Thu Cho Em. Cái trang qua uống miếng nước. Rồi anh Andy Huỳnh đây, anh ấy đang chọc Trần Quang, không biết là em thích cái câu của Trần Quang nói túi của nàng hôm ấy có 1,300. Anh em có hiểu nhau không, mà hai anh em mình có hiểu nhau không? Nhưng mà anh Hưởng Trần ấy thì có vẻ cười khoái chí lắm luôn á. Anh Hưởng Trần hiểu ý cho nên là cười rất là tươi, chảy nước mắt luôn. Rồi hôm nay chị Chứng Hoàn thì nói là gia đình mình rất có nhiều người giỏi phải không? Và rất là nhiều người khen giọng hát của Trần Quang rất là ấm áp và hay, giống như nghệ sĩ vậy đó ha. Rồi xin chào chị Sương Nguyệt. Chị Sương Nguyệt hôm nay có vẻ cũng mới thấy hả? Tức là cái hình ảnh của trống đồng và con chim hạc đó dạ. Tức là hình ảnh chim hạc, không phải là chim hạc. Em xin góp ý chút. Mến chào anh chị, tức là hình ảnh chim hạc nhưng không phải chim hạc. Rồi đúng rồi, tức là ví von chị ơi. Mình nhìn chim hạc nhưng mà nhớ ra nhiều điều mà. Đúng rồi, gợi lại những kỷ niệm xưa và rất là nhiều cái kỷ niệm trong cái hình ảnh logo đó. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, anh chàng này muốn hát cho Thùy Trang nghe bài hát Mùa Thu Cho Em. Thì sẵn đây thì có bài hát đây cho nên Trần Quang phải hát luôn bởi vì nó nằm ngay đây. Em có nghe mùa thu mưa răng lá đổ, em có nghe nai vàng